thường bí thư thị trấn có 4 năm sinh. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, một bí thư thị trấn ở tỉnh Quảng Nam khai mình có 4 năm sinh và còn khai man thành tích để được nhận huy chương kháng chiến hạng nhì. Cụ thể, ngày 11 tháng 5, Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho biết các cơ quan chức năng của huyện đang vào cuộc thanh tra xác minh nghi vấn khai man năm sinh để xác nhận thành tích của ông Đặng Ngọc Dũng, bí thư thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Theo thông tin từ Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc, ông Dũng có năm sinh thật là 1962. Thế nhưng, hồ sơ đi học của ông Dũng sau khi đất nước thống nhất lại ghi sinh ngày 2 tháng 10 năm 1964. Trong khi đó, trong danh sách đề nghị tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì vào năm 1995 do Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc lập, ông Dũng lại khai sinh năm 1956, có thành tích 5 năm làm cơ sở cách mạng và vót 150 cây trông. Còn trong hồ sơ lý lịch vào đảng M1, ông Dũng lại khai sinh năm 1967. Trả lời báo chí, ông Dũng nói chính xác mình sinh năm 1962 và thừa nhận từng khai 4 năm sinh khác nhau như trên. Ông Dũng lý giải, sau khi đất nước thống nhất, ông đi học lại và khai sinh năm 1964. Còn việc khai lệch 6 tuổi để làm hồ sơ xác nhận huy chương là do có người hướng dẫn làm như vậy. Ông Dũng nói rằng tuổi thiếu niên có góp công vào phong trào kháng chiến. Lúc đó ông khoảng 8 tuổi, sống ở xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hiện nay và tham gia vóc trông, xóa dấu vết quân du kích địa phương. Đây là những thành tích để ông được xét duyệt huy chương. Ông Dũng thừa nhận việc khai man tuổi là sai, nhưng lại khẳng định không khai man để lấy huy chương hay phục vụ quan lộ. Ông Dũng phân trần, tôi không khai man tuổi để hợp thức hóa việc cơ cấu cán bộ. Đồng thời ông cho biết hồ sơ cán bộ của ông đang căn cứ theo năm sinh 1967, trẻ hơn 5 tuổi so với tuổi thực. Ông Phạm Lương, trưởng phòng nội vụ huyện Đại Lộc cho hay, qua nắm thông tin ban đầu thì có sự việc ông Dũng khai man năm sinh. Ông Lương nói, tôi đã làm việc trực tiếp với ông Dũng và có hỏi vì sao trong hồ sơ lấy huy chương ghi sinh năm 1956. Ông Dũng trả lời có người hướng dẫn ghi trước tuổi vì sợ nhỏ quá, không được công nhận thành tích. Việc này là khai man. Cũng theo ông Lương, ông Dũng không chỉ khai man tuổi mà còn khai man cả thành tích. Hiện ông Lương đã đề nghị ông Dũng làm đơn xin trả lại huy chương. Ông Dũng cũng tự nhận sai và đồng ý sẽ làm đơn. We'll be right back.